Đầu năm học cách các tỷ phú tiết kiệm tiền để cả năm tiền bạc dùng rình, đi hai đôi giày trong 10 năm. Săn hàng giảm giá, thậm chí là tự cắt tóc và tái sử dụng lại túi trà. Vốn tưởng những người sở hữu khối tài sản cách xù sẽ có một cuộc sống lung linh và xa hoa nhưng trên thực tế. Nhiều tỷ phú, triệu phú lại chọn lối sống bình dị, luôn tìm cách tiết kiệm, chi tiêu rẻ xẻn khiến chúng ta phải ngả mũ thán phục. Một số người thường thích khoe khoang sự giàu có. Ngược lại, những người giàu có thực sự hay các vị tỷ phú sự lại coi trọng việc sử dụng tiền và thói quen tiết kiệm kỳ lạ của họ khiến chúng ta phải bất ngờ. Dù sở hữu khối tài sản cách xù, dư sức chi tiêu thoải mái, nhưng họ vẫn rất chú trọng việc tiết kiệm tiền. Dưới đây các tỷ phú với những thói quen tiết kiệm không giống ai. Warren Buffett Tỷ phú Warren Buffett luôn đứng trong hàng ngũ những người giàu nhất thế giới, nhưng phong cách sống giản dị. Tiết kiệm của ông khiến người ta phải bất ngờ. Trong suốt hơn 50 năm qua, Ông không bao giờ ăn bữa sáng có giá quá 4 USD, một bữa sáng của nhà đầu tư huyền thoại này có khi chỉ là một suất hai miếng xúc xích có giá thấp nhất, hoặc xúc xích, trứng và phô mai, hoặc thịt sông khói, trứng và phô mai của McDonald. Thay vì sống ở những khu biệt thự sang chảnh, vị tỷ phú này vẫn sống trong ngôi nhà của ông ở Omaha. Nebraska trong hơn 60 năm, từ năm 1958, ông cũng không mua những chiếc xe sang đắt tiền. Con gái ông, Susan Buffett trong một bộ phim tài liệu của BBC, từng tiết lộ rằng cha mình thường mua những chiếc xe mà ông được giảm giá, ví dụ xe bị hư hại do mưa đá. Nói về việc tiết kiệm, trong một bài phát biểu với sinh viên đại học, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng nhấn mạnh rằng sai lầm lớn nhất của một người là không học cách tiết kiệm một cách hợp lý. Theo ông, điều quan trọng trước hết là bạn phải tiết kiệm và sau khi đã tiết kiệm được nhiều nhất có thể, hãy cho phép bản thân chi tiêu thoải mái. Bill Gates Bill Gates hiện là một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới với số tài sản khổng lồ. Dù có thể sở hữu mọi chiếc Rolex bất kỳ trên thế giới, nhưng Bill Gates lại chỉ sử dụng một chiếc đồng hồ trị giá chỉ 10 USD trong nhiều năm. Thậm chí, vị tỷ phú này vẫn tự tay rửa bát vì sử dụng máy rửa bát sẽ tốn điện. Bill Gates từng khuyên rằng chúng ta nên tiết kiệm như một người bi quan để đề phòng bất chắc cho sự biến động ở cấp độ cá nhân, doanh nghiệp, địa phương, quốc gia hay thậm chí là toàn cầu và đừng quên tiết kiệm đủ một khoản tiền có thể giúp bạn sống sót trong ít nhất là 6 tháng nếu đột nhiên không có thu nhập. Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Meta trở thành tỷ phú ở tuổi còn khá trẻ. Sở hữu khối tài sản cách xù là vậy, nhưng hầu hết mọi người lại đều nhớ đến vị tỷ phú này với hình ảnh giản dị cùng chiếc áo phông, quần jean, áo khoác hú. Năm 2020, trang TMZ đã tình cờ bắt gặp vợ chồng Mark đến một chuỗi siêu thị giá rẻ ở Mỹ để săn TV giảm giá. Dù có thể mua nhiều chiếc siêu xe, nhưng Mark Zuckerberg vẫn đi lại hàng ngày bằng một chiếc xe tầm trung có giá không quá 30.000 USD. Có thể thấy vị tỷ phú này ưa thích một lối sống giản dị, thoải mái. Michael Bloomberg. Tỷ phú Michael Bloomberg là người sáng lập tập đoàn truyền thông và thông tin tài chính Bloomberg LP. Michael Bloomberg được mệnh danh là ông trùm truyền thông và cũng tỷ phú giàu nhất trong lĩnh vực truyền thông, giải trí. Ngoài ra, ông còn là cựu thị trưởng thành phố New York. Vị tỷ phú này có cách chi tiêu tiết kiệm, giản dị tới không ngờ. Người phát ngôn của ông, Sở Tiêu Lốt, từng chia sẻ rằng Bloomberg chỉ sở hữu hai đôi giày màu đen để đi làm và cả hai đều mòn tới nỗi không nhìn rõ nhãn hiệu. Ông chỉ đi hai đôi giày da đen đó trong suốt một thập kỷ. Khi mua cà phê, vị tỷ phú này cũng chọn mua loại nhỏ nhất để không bị lãng phí. Bloomberg chia sẻ, tôi muốn dành dụng tiền cho những thứ khác xứng đáng hơn thay vì tiêu xài hoang phí cho những thứ chưa cần thiết. Giáo sư tỷ phú David Chesiton là giáo sư ngành khoa học máy tính của trường Đại học Stanford, David Cherry từng được mệnh danh là giáo sư tỷ phú khi sở hữu khối tài sản lên đến hàng tỷ USD. Vụ đầu tư đáng nhớ nhất của ông là khi ký tờ sắc 100.000 USD cho hai cậu sinh viên Đại học Stanford, Larry và Sergey năm 1998. Nhờ khoản đầu tư ban đầu 100.000 USD vào Google đó, ông đã kiếm được hàng tỷ USD, tính theo giá trị cổ phiếu Google. Vị giáo sư này cũng có lối sống giản dị và siêu tiết kiệm. Ông thích đi xe đạp hơn hơn xế hộp, đi máy bay thương mại, mặc quần jean thay vì hàng hiệu. Hàng ngày, ông vẫn di chuyển bằng chiếc Volkswagen gần vaner gần 1986 mua từ thùa Hàn Vị. Vẫn sống trong ngôi nhà giản dị ở Palo An Tàu từ 30 năm nay. Ông tự cắt tóc, cạo dâu cho mình thay vì ra tiệm, thậm chí còn tái sử dụng lại túi trà lọc của mình.